Thôi chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên với lại Corel. Thì Corel nó là một cái chương trình làm việc ở trên nền vector và nó sẽ giúp cho chúng ta là làm các công việc về thiết kế in ấn hoặc là làm biên bản quảng cáo. Đấy, thì về phiên bản thì thực ra thì bây giờ phiên bản mới nhất của nó là X8. Đấy, nhưng mà X8 thì nó lại tương đối lằng nhằng về về cái việc crack và xác nhận người dùng, nên là hiện tại bây giờ thì vẫn đang giảng dạy cho mọi người trên X7. Thế thì đầu tiên là chúng ta làm việc với giao diện. Thì đây là giao diện của Corel X7. Khi mà các bạn vừa mở ra thì nó sẽ ra cái giao diện của người dùng như thế này. Đầu tiên ở phía trên là thanh name, cung cấp tên và cái tên tài liệu đang được mở. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thanh menu. Thanh menu này thì nó có nhiều menu hơn, nhưng mà tuy nhiên do bây giờ thì chúng ta chưa mở một tài liệu nào ra cả, cho nên là nó chỉ hiển thị những cái menu mà liên quan tới việc thiết lập các cái môi trường làm việc và thay đổi các cái tham số của chương trình thôi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có thanh standard. Thanh standard này thì sẽ cung cấp cho chúng ta những cái lối tắt về một số các cái lệnh mở, tạo mới, lưu, in, cắt, copy, paste, undo, redo, vân vân, xuất tài liệu, nhập tài liệu. Rồi thì ở cái trường này thì là thiết lập cái mức độ zoom, phóng to, thu nhỏ tài liệu, rồi hiển thị các cái đường lưới, rồi các đường dòng hàng, thiết lập các cái chế độ snap, tức là bám dính vào đối tượng nào trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển các cái đối tượng ở trong bản thiết kế của chúng ta, rồi các cái tham số, thiết lập các tham số để mà tối ưu cái môi trường làm việc theo thói quen làm việc của chúng ta. Thế thì cái này là một cái mà nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần lớn là về thiết lập môi trường làm việc. Thế còn bên dưới nó gọi là thanh property. Nó có hai nhiệm vụ. Một là thiết lập trực tiếp những cái tham số cho trang làm việc và một số các cái lệnh hay được dùng, ví dụ như là nhân bản hoặc là dịch chuyển đối tượng bằng bàn phím, thì dịch chuyển đi bao nhiêu xa một cách chính xác, rồi thiết lập lại về đơn vị đo, ví dụ như là tính bằng mét hay cm hay mm hay bằng inch. Thế còn khi mà chúng ta đã mở một cái đối tượng ra, một cái tài liệu ra, thì khi mà chúng ta chọn một đối tượng cụ thể hoặc là chúng ta chọn một công cụ ở trong phòng công cụ, thì thanh property nó sẽ có sự biến đổi liên tục cho phù hợp với lại cái công cụ chúng ta đang chọn hay là cái đối tượng mà chúng ta đang chọn. Làm việc thì chúng ta sẽ làm việc cực nhiều ở trên cái thanh này. Đấy là một cái sự hỗ trợ cực kỳ lớn cho cái người làm việc ở trên Corel. Ở phía bên tay trái thì các bạn sẽ có cái hộp công cụ. Hộp công cụ sẽ cung cấp toàn bộ các công cụ của Corel để giúp chúng ta có thể là làm việc ở trong môi trường này. Phía bên tay phải thì là hộp màu, hay chúng ta gọi là color palette, và nó sẽ cung cấp một số các cái màu sắc để cho chúng ta có thể là tô nhanh vào trong cái đối tượng. Thế còn khi mà vừa mở ra thì các bạn sẽ gặp một cái giao diện gọi là giao diện cửa sổ welcome. Phần này guest test thì nó sẽ giúp chúng ta là làm một số các cái tùy chọn như sau. Ví dụ như new document thì để chúng ta có thể là tạo mới một cái tài liệu. Tất nhiên là tài liệu ở đây là dạng tài liệu trắng, không có gì cả, và chúng ta sẽ bắt tay vào thiết kế từ đầu một cái gì đó, vẽ lại một hình, thiết kế một cái name card, thiết kế một cái logo hoặc là làm một cái tem hay là gì đó, thì chúng ta cũng phải tạo ra một cái tài liệu trắng đã rồi mới bắt tay vào làm được. Phần new from template này thì nó sẽ liên quan tới cái tài liệu nguồn từ Corel. Đấy, nhưng mà phần lớn thì chúng ta không sử dụng được cái này vì chúng ta đều hầu hết là đều sử dụng cái chương trình Crack.
cái việc mà đăng ký người dùng các thứ, xác nhận người dùng là không có, cho nên là kết nối với lại thư viện của Corel để lấy những cái mẫu để về gọi là sử dụng hoặc là chỉnh sửa thêm để ra cái mới, thì hầu như là chúng ta sẽ không xài được cái này, trừ phi các bạn bỏ tiền ra mua chương trình đăng ký người dùng đàng hoàng. Phần Open Recent thì nó cung cấp cho chúng ta những cái tài liệu mà chúng ta mở ra gần đây nhất đấy, và bằng cách này thì chúng ta có thể mở lại được bất cứ một tài liệu nào mà chúng ta đã làm việc gần đây đấy. Thì chúng ta cứ kéo đây, danh sách đây, nó sẽ cung cấp một loạt rất là dài những cái file mà chúng ta mở gần nhất đấy. Thế còn nếu mà không không tìm thấy ở trong cái danh sách này thì các bạn có thể chọn cái lệnh Open Other, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái lối để chúng ta truy cập vào sâu trong các ổ đĩa hoặc là các thư mục để tìm và mở những cái tài liệu khác. Thế để bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái lệnh New Document. Khi bấm vào lệnh này thì nó sẽ mở ra một hộp thoại là Create a New Document để giúp chúng ta thiết lập các cái tham số đầu tiên của cái tài liệu mà mình sẽ làm. À, trong đó thì trường đầu tiên là trường name, thì là trường đặt tên cho tài liệu. Đấy. Thường thì mọi người hay bỏ qua cái này và chỉ có quan tâm đến phần dưới xem là kích thước tài liệu bao nhiêu, đó, kích thước vật lý thật sự là bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, đơn vị đo thế nào, khổ đứng hay là khổ ngang. Ngoài ra thì cái phần page number thì nó sẽ có cái phần này là để giúp chúng ta có thể thiết lập một cái tài liệu mà nhiều hơn một trang. Đấy. Các bạn có thể là thiết lập là 5 trang, 10 trang, 20 trang gì đó. Làm cái này thì làm được, nhưng mà nói chung là cũng không nên là sử dụng nó mà lạm dụng nó nhiều. Đấy. Thực ra thì có thể hỗ trợ làm việc theo kiểu nhiều trang, nhưng mà nó cũng không phải là cái chuyên nghiệp giống như là các cái chương trình làm việc nhiều trang khác. Thế cho nên là không nên là sử dụng nó ở mức độ quá lớn, có lẽ là nên độ khoảng 10-20 trang đổ lại thôi, không nên nhiều quá. Phần tiếp theo là cái phần Primary Color Mode, thì cái phần này sẽ giúp chúng ta là thiết lập cái hệ màu trong cái quá trình mà làm việc. Cái này thì liên quan tới mục tiêu công việc của chúng ta. Mỗi một công việc thì nó sẽ đòi hỏi một số các cái tham số kỹ thuật nhất định nào đó. Ví dụ như là chúng ta làm một cái gì đó mà để xuất ra đưa lên web hoặc là làm những tài liệu theo kiểu dạng số hóa thì ok, bạn để cái gì cũng được. Tuy nhiên có một cái định dạng thì chắc chắn là ưu tiên khi mà làm, đó là khi mà chúng ta tạo ra một cái tài liệu để in. In ở đây thì chúng ta nói luôn là in in mấy inkset, in 4 màu, thì nó sẽ phải yêu cầu là hệ màu CMYK. Thế còn các cái công việc khác thì thường là để RGB được. Đấy. Thế còn đấy, tương ứng với lại in thì ngoài CMYK thì nó sẽ đòi hỏi thêm một cái độ phân giải mặc định cho cái tài liệu này là 300 dpi. Thế còn là phần Preview Mode này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái tùy chọn khác nhau để hiển thị trên màn hình những cái mà chúng ta đang làm. Thì nó sẽ hiển thị nhanh hay chậm, hiển thị đầy đủ hay là hiển thị chỉ có đường viền không thôi, hoặc là chất lượng cao hay chất lượng thấp. Thì hiện tại thì Corel để sẵn cho chúng ta mặc định là để ở chế độ cao, hiển thị cao nhất. Đấy. Thường thì bắt đầu thì chúng ta cũng chỉ cần là kiểm tra đến hết các cái kích thước này và các tham số này là được. Thế còn nếu mà chuẩn xác ra thì cũng nên là gì đấy, đặt một cái tên đó, nên đặt một cái tên trước khi làm. Và hãy tập một cái thói quen như thế này, đó là các sản phẩm của các bạn khi mà công việc yêu cầu như thế nào hoặc khách hàng yêu cầu kích thước như thế nào thì nên thiết lập chuẩn luôn cái kích thước trang làm việc bằng đúng cái khổ thành phẩm. Đấy. Khổ thành phẩm sau khi mà in ra rồi thì cắt xén nó có kích thước bao nhiêu thì nên thiết lập chuẩn luôn cái đấy, là một cách làm việc đúng nhất. Đấy. Thế thì sau khi mà thiết lập xong tất cả các thứ thì các bạn có thể nhấp nút OK để các bạn bắt đầu tạo tài liệu.
Một số người thì người ta gần như là công việc lặp đi lặp lại, họ không muốn khai báo hoặc không muốn mất thì giờ thêm ở cái bước này nữa, thì họ có thể đánh dấu vào cái nút cái phần do not show this delegate again này, thì lần sau là bấm vào một cái thì nó mặc định lần trước tài liệu chúng ta mở quá nhiều thì nó sẽ mở đúng ra như thế luôn. Đấy, new document là nó mở ra luôn, không phải khai báo, không phải kiểm tra gì nữa. Tuy nhiên là đấy là trường hợp hy hữu thôi. Họ đóng đinh vào một công việc gì đó nó rất là cụ thể rồi thì thôi thì họ bỏ cái này. Còn chúng ta nếu mà có thể làm với các kích thước khác nhau, các công việc khác nhau thì vẫn nên để cái này để thiết lập và cho nó linh hoạt. Tất nhiên là mở ra rồi vẫn chỉnh được, nhưng mà như thế thì nó sẽ là luôn luôn sẽ phải chỉnh nhiều lần thì nó sẽ không hay. Thế mà sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì chúng ta nhấp OK. Còn nếu như mà các bạn muốn rằng là lần sau mà mở ra mà nó theo luôn cái tham số đó, không cần phải cài đặt lại, không cần phải khai báo lại cái gì nữa, thì chúng ta có cái hình cái đĩa ở đây đó, đĩa mềm ở đây. Các bạn thiết lập một cái khổ làm việc nhất định nào đó xong thì sau đó thì các bạn chỉ cần làm gì đấy, bấm vào cái nút này lưu lại thì nó sẽ nằm ở trong danh sách đây này, nó sẽ nằm ở trong danh sách theo cái kiểu như thế này đó. Đấy. Mình sẽ có một loạt những cái chế độ khác nhau, và chế độ này thì mình có thể là lưu lại tất cả các thứ lại, thì lần sau mở ra là nó sẽ làm theo cái tham số mà mình yêu cầu luôn. Đấy, không cần phải thiết lập lại trong này nữa, mở ra một cái nhấp OK luôn là được. Thế bây giờ mình sau khi mà mình nhấp OK thì mình sẽ có được cái trang tài liệu nó mở ra như thế này, và đây là cái trang giấy hay là cái vùng làm việc mà mình sẽ thao tác ở trên đó. Xung quanh thì có làm được không? Xung quanh làm được. Đấy, chỉ có điều là nó cần cần phải có trang giấy là để đảm bảo cái việc như thế này. Một đối tượng được vẽ nằm ở trong trang, với một đối tượng được vẽ nằm nửa trong nửa ngoài và một đối tượng nằm ở ngoài. Thì ba đối tượng này trên màn hình chúng ta đều nhìn thấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nối cái máy tính của chúng ta với máy in chẳng hạn hoặc máy cắt, thì những cái đối tượng mà được phép in ra hoặc được cắt thì nó sẽ chỉ nằm ở trong phạm vi là trang giấy này thôi. Có nghĩa là thằng này sẽ được in ra hoặc là cắt ra một cách hoàn hảo. Thằng này thì sẽ bị mất cái phần nằm ngoài trang giấy. Nó chỉ xử lý cho chúng ta phần nằm trong. Thằng này thì nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nó sẽ không hề có mặt trong cái thao tác mà gửi lệnh đi để mà in hay cắt. Thằng này là chỉ nhìn màn hình thôi, không liên quan đến cái thao tác đưa tài liệu ra ngoài cả. Đấy. Thế thì có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý nhanh là như thế. Đấy là lý do tại sao nó có cái trang giấy này. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái tham số đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta chưa chọn bất kỳ một công cụ hoặc một đối tượng nào thì thanh property này nó cung cấp cho chúng ta những cái thiết lập để mà chúng ta có thể là thiết lập lại cái kích thước của cái trang tài liệu. Đấy, ví dụ đây là đang khổ A4, kích thước của nó khai báo là 210 297 thế này là chuẩn rồi. Nhưng nếu bây giờ bạn muốn thay đổi lại kích thước thì bạn có thể là sổ danh sách ra, chọn một khổ khác hoặc là trực tiếp gõ các tham số vào đây thì nó sẽ thay đổi luôn cái khổ làm việc. Đây thì là đang là trang trang đứng đó. Nếu như bây giờ tôi muốn đổi chiều thì tôi có thể bấm vào cái biểu tượng này để xoay sang trang ngang. Thế còn những cái này là on page này rồi current page, thì cái này là nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập là một cái sự thay đổi như thế này là sẽ dành cho một trang hay nhiều trang. Vừa nãy chúng ta nói rằng là tài liệu của chúng ta là có thể là làm việc kiểu nhiều trang. Thế và mặc định thông thường thì là trang 1, trang 2, trang 3, trang N nào đó nó sẽ có kích thước giống nhau. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn tùy biến thì chúng ta cũng có thể là tùy biến cho một trang nào đó có kích thước khác với các trang khác. Và cái việc mà thay đổi kích thước đó thì nó sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta để on page thì tôi đổi kích thước ở trên này thì nó sẽ đổi hết tất cả các trang mà kèm theo trong cái tài liệu đó. Còn nếu như mà tôi đổi một trang thôi, còn các trang khác thì vẫn giữ nguyên cái kích thước gốc ban đầu,
thì tôi có thể bấm sang cái QR code thì nó sẽ chỉ đổi ở trong cái trang mà chúng ta đang thao tác thôi, còn nó không đụng tới các cái kích thước gốc của những trang còn lại. Đơn vị đo đấy, thì ví dụ như là đơn vị đo thì nó cũng thường là thay đổi theo cái khổ giấy, ví dụ như là chúng ta để ở khổ letter thì nó lại theo cái đơn vị mặc định của nó là inch cơ, theo kiểu của Anh Mỹ đó. Còn chúng ta dùng cái khổ mà International A4 này thì nó sẽ đưa cho chúng ta về đơn vị mm. Còn tất nhiên là khổ kia mà chúng ta thích thì chúng ta vẫn có thể là sổ danh sách ra và chúng ta chọn một cái đơn vị quen thuộc đấy. Thường thì người Việt Nam mình hay quen dùng cái mm này đó, thì chúng ta chuyển đổi nó về mm. Thế còn hai cái trường này thì là hai cái trường mà thiết lập về cái kích thước quãng di chuyển. Ví dụ như là chúng ta có thể di chuyển một đối tượng xa, gần, trên, dưới, thì đây là thao tác trực tiếp nhưng chúng ta cũng không biết là chúng ta đang dịch cái đối tượng của chúng ta đi bao nhiêu xa. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể thiết lập theo cái cách là đừng chọn cái gì cả và chúng ta có thể gõ một cái con số vào đây, ví dụ 50mm chẳng hạn. Thì khi mà tôi chọn một đối tượng thế này, tôi bấm vào cái mũi tên lên xuống trái phải thì tôi có thể dịch cái đối tượng của chúng ta đi một cái quãng đường mà nó chính xác theo cái tham số mà chúng ta đã thiết lập đó. Thế còn cái này là cái phần lệnh duplicate, tức là nhân bản một đối tượng. Nếu như mà chúng ta nhấn lệnh duplicate Ctrl D thì chúng ta có thể là dịch tạo ra một bản sao, và bản sao này nó sẽ dịch cách ra bao nhiêu đấy. Thế thì ví dụ như là bạn muốn sắp xếp một cái những cái thiết kế sau khi mà mình làm xong rồi thì thường là mình sẽ phải dàn nó ra đúng không, để mình in hoặc mình cắt gì đó. Thì trong một cái khổ như thế này thì mình có thể là dùng các cái lệnh như thế này để mà mình có thể tạo ra các bản sao đấy, để đặt nó vào trong một cái khổ tài liệu để mà in ra hoặc cắt ra. Thế còn cuối cùng thì nó có một cái nút lệnh này. Nút lệnh này thì mặc định nó sẽ được nhấn xuống. Thế còn cái này mà mình không nhấn xuống thì sao? Ở đây thì chúng ta phải nói về cái điều đặc biệt của Corel. Đó là khi mà chúng ta vẽ ra một đối tượng thì đối tượng đó không bao giờ có cái bề mặt cả. Đấy, và muốn có bề mặt thì chúng ta phải thực hiện cái thao tác là tô. Đấy. Một đối tượng mà vẽ ra mà nếu mà mới thì nó sẽ như thế này, có nghĩa là nó chỉ có đường viền màu đen bao xung quanh thôi, để cho chúng ta thấy hình hài, cho chúng ta thấy được diện tích, cho chúng ta thấy được vị trí của đối tượng. Tuy nhiên bề mặt không có, cho nên chúng ta nhìn xuyên qua cái mặt đấy và chúng ta nhìn thấy được những cái đối tượng nằm bên dưới nó. Thế thì đối với cái thao tác mà chọn này thì cái nút lệnh này nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình mà chọn của chúng ta. Một đối tượng mà không có bề mặt với một đối tượng có bề mặt thì chọn nó sẽ khác nhau. Nếu như tôi bấm vào đây, tôi có thể chọn được đối tượng ngay, bấm vào bất cứ cái chỗ nào. Thế nhưng mà ví dụ như là cái hình mà không có bề mặt như thế này, bấm vào cái rỗng như thế này là không chọn được, trừ khi là chúng ta bấm đúng vào cái cạnh đấy. Nhưng mà nếu tôi khởi động cái tùy chọn này lên thì chỉ cần bấm vào cái phạm vi diện tích mà cái hình này nó bao thì tôi vẫn có thể chọn được nó, bất kể là đã tô màu hay chưa tô màu đấy. Thì lưu ý cái đấy một chút. Đôi trường hợp là các bạn ấy ngồi dò, các bạn ngồi nghịch rồi bấm tắt mất cái chức năng này và sau đó thì không làm sao mà chọn được cái đối tượng nếu mà không bấm đúng được cái đường viền nữa. Lưu ý cái đấy một chút. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào những cái thao tác mà sâu mà ở trong Corel thì cũng phải giới thiệu một số các cái vấn đề mang tính là mang tính thao tác chung, rồi thì những cái khái niệm, ví dụ khái niệm là một cái đối tượng mà không có tô bề mặt đấy, đấy cũng là một khái niệm. Rồi một khái niệm nữa thì đấy là cái document palette. Cái này thì là cũng là một cái cải tiến mới của Corel. Trước đây thì từ bản 12 đổ xuống thì nó không có cái này. Từ bản X3 thì bắt đầu nó mới phát sinh cái thằng này. Tức là Document Palette thì nó sẽ chứa tất cả những cái màu mà đã được sử dụng ở trong cái quá trình mà chúng ta thao tác, chúng ta làm việc.
bất cứ một cái màu nào mà được tô mới cho cái đối tượng của chúng ta ở trong bản vẽ thì rồi nó sẽ được hiển thị, được liệt kê ở đây. Và do đó khi mà chúng ta mở một tài liệu ra, chúng ta có thể quan sát được ngay cái chuỗi này, thì chúng ta sẽ biết được cái tài liệu của chúng ta là nó đã được sử dụng bao nhiêu ô tô trong cái quá trình mà tạo ra. Thay vì việc là mở ra một cái palette rất là to và không biết là mình đã dùng cái nào, thì cái này là cũng là một cái điều rất là hay. Tức là nó giúp chúng ta là quản lý, hiểu được cái đối tượng, hiểu được cái tài liệu là đã được sử dụng những màu gì. Có một cái thao tác mà các bạn cũng cần phải nắm, đó là quan sát ở dưới thanh trạng thái. Thanh trạng thái này thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái thông tin, ví dụ như là tôi đang chọn đối tượng như thế nào. Chẳng hạn như tôi chọn một đối tượng thì nó sẽ khai báo đây là rectangle on layer 1, tức là đây là một cái đối tượng là dạng hình chữ nhật nằm ở trong cái layer 1. Nó cung cấp cho chúng ta thêm những tham số, ví dụ như là tô màu gì này, đấy, đường viền là tô màu gì này, độ dày của nó là bao nhiêu này. Đấy thì là một vài cái thông số mà chúng ta có thể là quan sát nhanh để chúng ta hiểu cái đối tượng chúng ta đang chọn là như thế nào. Và ngoài ra thì chúng ta có một số các thao tác cũng rất là cơ bản cần phải nắm được trước khi mà làm việc cụ thể, đó là thu phóng đối tượng này, tức là làm cái màn hình này, đúng không? Rồi thì dịch chuyển để xem những cái phần mà bị khuất lấp thì chúng ta làm như thế nào. Thế để thu phóng thì làm chính tắc thì chúng ta được cung cấp một cái công cụ gọi là công cụ zoom. Công cụ zoom này thì các bạn có thể gọi nó bằng phím Z, và sau khi mà chúng ta gọi công cụ thì nó mặc định nó sẽ để cho chúng ta vào cái trạng thái là kính lúp phóng to. Các bạn nhìn thấy cái hình kính lúp có dấu cộng đó, và chúng ta sẽ có những cái cách phóng hình lên để xem như thế này. Cách thứ nhất là các bạn muốn xem khu vực nào thì các bạn đưa chuột tới khu vực đó và kích chuột tại cái điểm mà các bạn muốn xem, thì nó sẽ lấy cái điểm đó làm tâm phóng và nó sẽ phóng lớn cái hình lên gấp đôi. Cái trường nhìn nó phóng lớn lên gấp đôi để cho chúng ta có thể là quan sát được tốt hơn. Thế còn là một trạng thái thứ hai, một cách làm thứ hai là khi các bạn muốn xem cái nào thì các bạn sẽ vẽ một cái vùng quan sát bằng cách là vẫn sử dụng công cụ này, và các bạn nhấp giữ chuột, sau đó thì các bạn dê chuột đi một đoạn, các bạn vẽ ra một cái khu vực chọn lựa như thế này. Khi các bạn nhả chuột ra thì toàn bộ những cái gì mà nằm ở trong cái vùng mà chúng ta vừa vẽ ra vùng chọn lựa đó, nó sẽ được phóng đầy màn hình lên để cho chúng ta quan sát cận cảnh như thế này. Và nếu không, các bạn nếu mà chọn chính tắc như thế này thì các bạn cũng thấy luôn ô này hay ô này là giống nhau. Sổ danh sách ra và chọn một cái kích thước nào đó, hoặc có thể là nhấp đúp vào đây và gõ một cái tham số vào thì nó sẽ chọn cái thao tác là phóng lên kích thước bao nhiêu. Thế còn thu lại thì sao? Thu lại thì chúng ta phải chuyển sang cái tùy chọn thứ hai là zoom out. Và sau khi mà chúng ta cứ bấm vào đây một cái thì nó sẽ thu còn lại, mỗi một lần như thế nó còn lại một nửa kích thước so với lại cái kích thước hiển thị lúc ban đầu chúng ta đang xem. Cần phân biệt một chút về mặt khái niệm thì sự phóng to thu nhỏ này là chỉ thay đổi về mặt trường nhìn, giống như là chúng ta cầm kính lúp chúng ta soi lên một cái gì đó chúng ta thấy nó phóng lớn lên, chẳng qua là cái chúng ta nhìn thấy là nhìn qua cái kính lúp chứ không phải là cái đối tượng của chúng ta lớn lên. Cũng như là quan sát một ai đó qua cái ống nhòm chẳng hạn, chúng ta thấy rất là to và rất là gần, nhưng mà thực ra thì cái đối tượng của chúng ta quan sát thì nó vẫn đứng tại chỗ và nó cũng không to hơn nhỏ đi tí nào cả. Sự to hay nhỏ chẳng qua là do cái phương tiện quan sát của chúng ta thôi, thì nó sẽ giúp là chúng ta quan sát cận cảnh hơn, kỹ hơn. Thế chúng ta cũng còn có một vài cái thao tác nữa để mà làm việc với lại cái thao tác thu phóng này. Đấy là công cụ nhé. Công cụ thì chúng ta ngoài cái cộng này, trừ này, thì chúng ta còn có là zoom selected. Zoom selected thì cái này nó sẽ phải yêu cầu là chúng ta có một đối tượng đang được chọn. Ở đây các bạn nhìn thấy, các bạn cũng thấy được sự khác biệt một đối tượng được chọn và các đối tượng không được chọn là như thế nào. Đó. Nó sẽ có 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông bao xung quanh một đối tượng được chọn. Và khi mà đối tượng được chọn này có ở trên màn hình thì chúng ta sử dụng cái công cụ zoom selected này thì nó sẽ phóng
riêng cái đối tượng đang được chọn nó ra đầy luôn màn hình để cho chúng ta quan sát cận cảnh. Đấy. Thế còn ngược lại với Zoom Selected thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa gọi là Zoom On Object. Cái này khi tôi bấm vào công cụ này thì nó sẽ hoặc là phóng to màn hình hoặc là thu nhỏ màn hình cho tới khi nào mà chúng ta nhìn thấy được tất cả các đối tượng hiện có trên bản vẽ. Đấy. Kể cả nó nằm ngoài nhé. Ví dụ bây giờ tôi thu nhỏ lại, có thể để một cái bản vẽ ở đâu đó hoặc rất xa. Đấy, thế và bây giờ nếu như mà chúng ta đang quan sát ở một cái khu vực như thế này chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta nhấn vào cái nút lệnh là Zoom to on object thì trong trường hợp này là nó sẽ thu thật nhỏ lại để cho nó có thể nhìn thấy được tất cả các đối tượng đó. Thế còn trong trường hợp mà mọi thứ nó lại díu dìu vào với nhau như thế này, nó nằm ở trong trang thôi chẳng hạn, đây, thì lúc này nó lại phóng lớn lên để cho chúng ta nhìn cận cảnh tất cả, tức là lúc nào nó cũng sẽ chỉ quan tâm là có bao nhiêu đối tượng và cho chúng ta nhìn thấy hết được các đối tượng đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một vài cái tùy chọn nữa là Zoom to Page. Trường hợp này thì nó sẽ hoặc thu hoặc phóng để cho chúng ta nhìn thấy hết được cái trang giấy cả chiều ngang lẫn chiều dọc đó. Cái này thì là cho chúng ta xem hết chiều ngang của trang giấy, cái này là cho xem hết chiều cao của trang giấy. Thế đấy là chúng ta làm việc chính tắc và làm việc bằng công cụ đó. Tuy nhiên là các bạn cũng có một số phím tắt như thế này. F2 là tương tự với lại Zoom cộng. Tuy nhiên là tùy từng máy, máy bàn thì chắc chắn các bạn nhấn F2 là xong, nhưng mà máy sách tay thì đôi khi các bạn phải nhấn thêm kèm thêm cái phím function, tức là phím có chữ FN đấy ở trên bàn phím kèm theo cái phím F đó thì mới gọi được lệnh. Cái này thì không nhất thiết là máy nào cũng thế nhé. Đấy là chỉ dành cho những cái trường hợp nào mà các bạn rõ ràng được chỉ cho là cái phím này để làm gì mà bấm không ra, thì lúc ấy thường là sẽ phải bấm phím function thì mới lên được. Đây, function F2 này thì là Zoom cộng này, function F3 này là Zoom trừ này, F4 này là xem hết này. Đấy. Và ngoài ra thì nếu mà chọn một cái thì Shift F2, function Shift F2 chẳng hạn thì phóng lớn thằng này lên, đúng không? Function Shift F4 cũng trang giấy. Đặc biệt thì có thêm một cái lệnh nữa, giấu toàn bộ tất cả những cái thanh công cụ, rồi thanh menu, rồi thanh standard, rồi tất cả mọi thanh đi, nó chỉ còn để lại một cái trang giấy cùng với lại các cái hình vẽ ở trên đó để cho chúng ta có thể quan sát được một cách dễ dàng hơn và không bị ảnh hưởng với các yếu tố bên ngoài để nó làm rối mắt nữa. Thế nhấn F9 lại một lần nữa thì nó lại giúp chúng ta quay trở về với lại cái màn hình làm việc nguyên bản ban đầu. Thế còn ở phiên bản X7 đổ lên thì nó hỗ trợ chúng ta thêm một cái thao tác nữa, cũng hơi giống như là các cái chương trình đồ họa khác, đó là thu phóng bằng cái tổ hợp phím Ctrl cộng hoặc Ctrl trừ. Với Ctrl cộng thì nó sẽ phóng lớn lên, đấy, Ctrl trừ thì nó sẽ thu nhỏ lại. Tuy nhiên là cũng có những lúc là nó bị chạy lâu rồi nó sung những thứ thì cũng có thể là sẽ không dùng được cái lệnh đó, cho nên khi nào mà các bạn khởi động lại máy thì nó lại chạy. Và ngoài ra thì các bạn cũng còn được bố trí thêm một cách nữa là các bạn thu phóng bằng cái thao tác là lăn bánh xe ở trên chuột, đúng không? Với cái thao tác là lăn bánh xe về phía trước thì là tương ứng với phóng to, thế còn lăn bánh xe về phía sau là tương ứng với lại thu nhỏ. Thì đấy là những cái thao tác mà chúng ta cần nắm được trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm việc. Và tuy nhiên đến đây thì vẫn chưa phải là hết, tại vì là khi phóng to hoặc thu nhỏ thì nó lại có những cái vấn đề phức tạp khác như sau. Ví dụ như là tôi phóng to một đối tượng nào đó lên để tôi xem nó, thì tôi có thể xem cận cảnh chi tiết của đối tượng này, nhưng đồng thời với cái việc là xem đối tượng này to thì các đối tượng khác cũng được phóng to lên để xem, thì chúng ta đang không nhìn thấy các đối tượng còn lại đó. Vậy thì bây giờ để dịch cái trường nhìn đi
để chúng ta tìm xem những cái đối tượng còn lại nó nằm ở đâu, nó trông như thế nào, thì chúng ta phải kéo cái slide như thế này, mà kéo slide thì rất là mất thời giờ và nó cũng không biết là kéo về đâu, kéo bao nhiêu thì là nhìn thấy được các đối tượng khác. Do đó thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nữa kèm theo, đó là cái công cụ pan, viết tắt của nó là h. Khi mà tôi bấm chọn công cụ này thì công cụ nó sẽ chuyển sang hình bàn tay, và tôi có thể là sử dụng công cụ này để tôi bấm thẳng trực tiếp vào màn hình, tôi di dịch để tôi tìm xem là những cái đối tượng khác nó trông như thế nào, nó nằm ở đâu. Thế nhưng mà cũng cũng giống như là công cụ zoom, tức là chúng ta cũng sẽ thấy rất ít người là bấm trực tiếp vào để dùng công cụ này, mà họ sẽ dùng những cái cách thức khác. Ở Corel, ở các phiên bản gần đây thì nó cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp là tạo ra một cái cửa sổ navigate nhỏ nhỏ để mà chúng ta có thể là dịch chuyển. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ nhấn phím N trên bàn phím, nhấn một lần thôi thì nó sẽ mở ra một cái khung chúng ta gọi là cửa sổ navigator, và nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy là toàn bộ các đối tượng của chúng ta nó nằm ở vị trí nào và hiện tại chúng ta đang ở vị trí nào. Hiện tại thì các bạn nhìn ở trong cái này, cái khung trôi nổi phía trên là nó đang hiển thị là tôi đang có 3 cái đối tượng nằm ở trong cái tài liệu này và tôi đang quan sát ở cái khu vực thì cái thằng màu đỏ đó. Cứ chỗ nào mà cái khung chữ nhật mà có cái chữ thập đó thì đấy là chúng ta đang ở vị trí đó, và bằng cách là di dịch cái khung đó sang vị trí khác thì chúng ta có thể dễ dàng là di chuyển cái trường nhìn của chúng ta sang cái vị trí của một đối tượng khác để bắt tay vào làm việc hoặc quan sát nó. Cái đấy là một cách nhé. Và một cách khác nữa thì cổ điển hơn, đó là các bạn bấm vào cái biểu tượng cái nút mà nó nằm ở giao điểm của cái scroll dọc và cái scroll ngang, và khi các bạn bấm vào đây và giữ chuột thì các bạn cũng sẽ thấy là nó mở ra cái cửa sổ navigate cũng tương tự như thế đấy. Và bằng cách là di dịch chuột như thế này thì chúng ta có thể là dịch chuyển sang cái đối tượng nào đó. Nhưng mà cách mà di chuột vào đây thì ít được dùng hơn, tại vì là chúng ta sẽ mất thì giờ. Thứ nhất là động tác di chuột thì lâu này, thứ hai nữa là phải bấm chính xác vào đây thì mới gọi được cửa sổ này. Thế cho nên là thường dùng, nếu như các bạn dùng thì các bạn nhấn phím N này và các bạn di chuyển bằng cái này thì dễ hơn. Đấy. Thế còn động tác lăn chuột thì nó cũng hỗ trợ cả cái thao tác mà di dịch như thế nữa. Lăn lên thì là phóng lớn này, lăn xuống về phía chúng ta là thu nhỏ này. Thế nhưng mà nếu mà tôi lại nhấn phím An nhé, đây ví dụ ship, thực ra là khi mà chúng ta lăn thì control với An, control với An thì tùy từng lúc mà chúng ta bấm phím nào thì nó sẽ giúp cho chúng ta là dịch theo chiều ngang hay là dịch lên dịch xuống. Đấy. Chứ không phải là phóng to thu nhỏ nữa. Ở đây là hiện tại là tôi đang bị sung lệnh này, nó đang bị triệt mất cái lệnh đấy mất rồi. Đấy. Các bạn thử che máy mình xem có đúng là thế này không. Nhấn An là dịch ngang. Đều lên xuống. Hả? Nếu nguyên control thì là ngang. À, control. Control thì là sang phải sang trái. Đúng rồi, thì là lăn lên trước hoặc là lùi xuống sau thì sẽ tương ứng với phải với trái nếu như nhấn kèm control. Đấy, còn An thì là dịch lên dịch xuống. Đấy. Thế còn nếu mà không nhấn gì cả thì nó sẽ là phóng to thu nhỏ. Thế đấy là một vài cái thao tác mà chúng ta cần phải nắm được về thay đổi trường nhìn rồi phóng to thu nhỏ. Và thêm một cái vấn đề nữa, đó là cách tính tọa độ như thế nào. Đấy. Tại vì tọa độ nó sẽ là một thứ mà nó cũng gắn liền với lại thao tác của chúng ta. Bây giờ tôi bấm vào một đối tượng thì nó khai báo những cái gì? Tôi bấm vào một đối tượng thì nó khai báo ở đây có hai thứ, một là x và y, tức là cái tọa độ tâm của đối tượng, hai là kích thước cái này rộng bao nhiêu và cao bao nhiêu. Đấy. Thế thì rộng và cao thì dễ hiểu rồi đúng không? Mình vẽ ra bao nhiêu thì nó khai bấy nhiêu. Thế nhưng mà về mặt vị trí là cái này đang ở vị trí nào, tọa độ nào
thì chúng ta lại phải xem lại là thế thì cái tọa độ gốc nó được tính từ đâu đấy, mà nó tính ra cái tọa độ cho cái thằng này. Thì tọa độ gốc thì nó sẽ gắn liền với lại cái trang giấy, và chúng ta sẽ xem này, ở đây khổ giấy thì là A4 đấy, và cái kích thước là như thế này. Thế còn tọa độ thì khi nào mà chúng ta mở tài liệu ra thì cái thước ngang và cái thước dọc này nó sẽ được mở ra mặc định theo đấy. Còn trường hợp mà các bạn mở ra mà không thấy cái thước này thì các bạn sẽ bấm vào gì đó, bấm vào cái biểu tượng show ruler trên này đấy, để bật hay là tắt nó. Còn mặc định của chương trình là khi tài liệu mở ra là cái thước mở theo đấy, trừ phi là chúng ta đã thiết lập khác đi rồi. Thế và dựa trên cái thước ngang thì đây là tọa độ 0, đây là tọa độ 0 theo thước dọc, thì chúng ta sẽ biết được là Corel nó xác nhận là cái tọa độ 0,0 được áp dụng trong cái thiết kế của chúng ta là nó tính từ góc dưới bên trái của cái trang giấy này. Và do đó nếu như mà tôi chọn một cái đối tượng thì nó khai báo về cái tọa độ x bao nhiêu hay y bao nhiêu là nó so sánh với lại cái điểm góc dưới bên trái của cái trang tài liệu này. Nếu như bây giờ tôi thiết lập lại về tọa độ, ví dụ như tôi cho thằng này là 0 này, thằng này cũng về 0 này, thì bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này nó được nhảy về tọa độ 0. Thế nhưng mà tọa độ thằng này thì nó lại tính là từ tâm của đối tượng. Mình có thể thay đổi được cái cách tính tọa độ của đối tượng này không? Có. Đây, bạn chọn một đối tượng và bạn quan sát ở cái phần đầu này, nó sẽ có một mô hình trỏ vào thì nó có tên là Object Origin, và chúng ta thấy là có các cái hình vuông bao xung quanh như thế này, 8 hình vuông bao xung quanh ở các vị trí, 4 cái ở giữa và 4 cái ở góc, ngoài ra còn có thêm một cái ở tâm. Và cái tâm này đang được chọn là nó có màu đen. Do đó nếu như mà tôi thiết lập lại tâm xác nhận của đối tượng này thì cách tính, cách xác nhận tọa độ của nó sẽ có cái sự khác biệt đấy. Ví dụ tôi bấm vào góc dưới bên trái nhé, thì bây giờ nó lại thông báo đây là tọa độ của nó là -44 phải bao nhiêu và -30 phải bao nhiêu. Thế thì bây giờ nếu mà tôi xác nhận rồi và bây giờ tôi lại yêu cầu nó đặt lại tọa độ, đúng không? Cái đối tượng này sẽ phải nằm ở vị trí 0,0. Thì đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở cái vị trí là trùng đáy, đúng không? Trùng cạnh trái luôn. Thế thì tùy vào cái cách thiết lập cái tham số tâm của đối tượng mà nó sẽ có cách tính khác nhau nhé. Phải để ý cái này, tại vì nếu như máy bạn mà để ở tâm mà máy người ta lại thiết lập theo cái kiểu khác ấy, thì lúc ấy là những cái nhận thức về mặt tọa độ và mặt vị trí trong khi mà dịch chuyển các đối tượng nó sẽ khác nhau đấy. Thế thì đến đây là chúng ta vừa mới làm quen xong một số những khái niệm rất là quan trọng ở trong Corel. Đấy là những cái về tổng quan và những cái thao tác, những cái công cụ giúp chúng ta là vận hành và dịch chuyển ở trong các môi trường làm việc. Đấy thì các bạn xem qua một chút xem có cái gì thắc mắc không. Nếu không thì chúng ta sẽ bắt tay vào giới thiệu những cái công cụ vẽ đầu tiên ở trong Corel.